Ok, theo người, chụp người lại. Tôi là Thi Freestyle. Như anh em đã xem ở clip trước, mình đã có một trận đá bóng phủi tại Hà Nội cùng với các anh em của MUVN FC. Video clip hôm nay là một trận thi đấu khác, mời anh em cùng xem nha. Đường vào sân lầy lội. Hà Nội mưa quá lầy lội luôn. Mà bình thường chỗ này nếu không mưa thì cũng lầy lội vậy mà đúng không? Sân bóng đá Minh Đức. Nay mình lại có trận banh ở sân Minh Đức. Đây là bãi xe. Tình hình là hôm qua đôi giày ướt nhẹp mà, nên tới bây giờ là vẫn mang đôi giày đá banh. Trong đây đang có một trận có trọng tài luôn. Hello anh em, nay ngày thứ hai tại Hà Nội. Nay mình tập với đội MUVN, không biết tập hay đá đây. Mình kế hoạch là tập thay đồ cái đã. Ha. Biết rồi. Một chạm 20 nha, một chạm 20 nha. Không đến 20 đâu, đến 20 là chết đấy. Một chạm hả? Khởi động nhẹ nhàng với một màn đá ma một chạm, đếm số từ 1 đến 20 phản hít đất. 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. 13, 17, 19. Trời ơi, lộn đi. Chờ mấy nhỏ ăn hành. 2, 3, hay quá. Con. Quay. Hay quá. À. Chia đôi đá luôn được rồi. 2. Mười một. Trời ơi, đổi bên đi. Chơi. 3, 6, hay quá. 15, 15. Trời ơi. Tình hình là tập nha anh em, không kiếm được đối thủ để đá, chia ra đá với nhau. Tới cầu thủ này sẽ đá giải ngày mai. Tốt trong thành phần này nhưng mà em ha. Bên đó là tổ chính của đội. Nay mình có dịp đối đầu với cái tổ cứng này, xem mình có ăn nổi không. Ráng cố gắng. Đúng quần xanh luôn, áo xanh nè. Ok. Về gỗ được. Ăn. Trời ơi, sao lách qua đó. mẹ ơi. Tay ra giữa. Tay ra đi. Sao? Nè đây nè. Coi. Bên trái đúng không? Rồi đó. Ra bên tay ơi. Tay coi tay. Coi. Ê, đây.
Chuyền cái khe này là hợp lý nhất nè. Còn chụp về, chụp về. Bỏ. Trời. Không sút được. Cắt mất rồi. Ôi xoay hay. Không bắt nổi. Ok, theo người, chụp người lại. Giữa không ai luôn. Ghê vậy. Chấm hết. Khỏe vậy. Chấm hết. Lỗi ở bàn thua này là ở vị trí theo kèm số 17. Bỏ người để thoát xuống thoải mái căn cột 2. Vậy đi gì bạn, Việt Anh. Vậy Việt Anh. Chở thứ hai nè. Trời. Sút. Chụp người lại. Keeper. Lấy Việt Anh. Tiều. Việt Anh là một người em của anh Minh, phụ lo công tác khác trong đội, không phải là cầu thủ chính. Chấp tiền đạo rồi, trời ơi. Tiều. Thua. Ừ, không sao, về kịp. Nhét lên. Ok. Tiếp. Dầm về. Dầm về Việt Anh. Đây, đổi biên. Ví dụ như bốn sân cùng đá một lúc thì Việt Anh văng qua sẽ có người thảy lại. Còn đây thiếu mất một sân này, không ai lại dừng. Nhỡ lăn qua đây thì được. Đâu cần lưới giống như Sài Gòn đâu. Bình thường sẽ có lưới sau lưng. Mà đây thì không cần. Đánh đồ. Tốt. Chấp tiền đạo rồi. Ok. Bước qua. Che giữa. Keeper. Nhanh dữ. Bây giờ mình đã về lại áo trắng. Đó, bên đây là áo xanh. Mới chia lại rồi. Chờ cân người. Chứ nãy là không cân. Vừa ăn hành. Không mất bóng nha. Phá bóng an toàn nha. Hay quá Sung. Nè. Trời ơi. Hơi nhẹ. Dễ. Em ơi, dưới đây. Dễ. Không vào. Hay quá vậy. Chù. Chết ghê. Sút chơi ghê vậy. Đẩy sao à, không thổi. Cắt. Chà, sao lưng còn người luôn. Đây. Dòng lên. Lòng. Xông. Tuyệt vời. Tấu xuống rồi. Một pha phối hợp đơn giản. Bóng được nhét lên cho tiền đạo, giữ lại và thả về trước mặt cho tuyến 2 dứt điểm. Cú sút bằng chân trái quá tốt của số 4. Anh em thấy hay thì like đăng ký kênh nha.
Ơi bên đây lại. Lâu. Không thắng nổi. Kim Long. Bên trái. Đù. Cào luôn. Được. Tóm gôn. Ừ. Ai nhà em ơi. Ôi trời ơi. Chỉ sau. Ừ. Kim Long. À con. Trời. Chà. Đồng lên. Kiếm đường đưa cho Sung không được. Đội kiếm ơi. Vậy. Đâu đâu rồi. Vào luôn với anh người ơi. Tiếp tục. Phải cao. Rồi. Thôi. Dọc biên. Nè, giữa nè. Con chim bài à? Chỉ kịp đâu? Hay quá vậy, em lấy tico rồi. Gót. Thôi. Bỏ. Tốt Đức ơi. Hay quá Đức. Tuyệt vời. Tình huống này có hai sự lựa chọn nha anh em. Một là nhận banh quay lên, sút luôn hoặc đá cục 2. Còn hai là trả về trước mặt cho đồng đội tự xử lý. Đá cao. Hết. Ôi trời dữ không hả? Chết tôi. Mày quá. Tiếng hai. Được, từ ha ha ha. Hết biên mà. Yeah, hết người. Chết tôi. 2-1 rồi. Chim bãi. Xịt về quá. Rồi, 5-2 vẫn còn. Rồi, thua luôn. Súng phòng ngự. Rồi, 5-3 lại. Chờ xuống đây. Rồi, đã về thôi, làm gì? Ra đi, trọng tài đấu thổi. Ok. Hả? Tay nắp như này. Tay nắp vào của này nó không xứng đáng như nào. Mày làm không đi. Coi nó đi. Chẳng ta ai luôn. Không luật chưa. Ok đó. Và đá bền tốt của Thanh đang tập chuyên nghiệp tại câu lạc bộ Hòa Bình. Anh em thấy hay thì like đăng ký kênh nha. Tiếng hai. Lại đi. Đặt con. Thank you.
Lòng. Kiểu. Sống xuống rồi. Còn gì nữa. Từ tình huống Kim Long chuyền bóng cho mình thì lẽ ra phải dứt điểm hoặc đưa cột 2 rồi nha. Chứ trả về thì xử lý hơi quá bài vở. Còn tình huống sau là mình tính tâng bóng lên rồi ngã người vô lê. Nhưng thực hiện không hoàn hảo, may sao bóng vẫn dội đến chân đồng đội và sau đó vẫn có bàn thắng. Nói chung là hên nha anh em. 3-1. Quay lên. Ok, hay quá. Trời ơi, vẫn còn giữ cái tay. Ok, anh Minh cho giật thi đấu như đó đủ rồi. Giờ thì cho giật đá penalty. Kim Long. Yeah, đá giữa. Trời. Ngay cái cột. Được chưa? Tình không? Được. Chỉ cho không để xuất xì nào. Ghê rồi, này khó á. Đá bên chỗ này khó á. Ồ, ghê. Game là thế. Mấy quả nhà có phật quấy đúng không? Có khó thì đi. Mình có rìu, mình cầm rìu thôi. Mày cầm... Thằng này nó có... Yo. Hay quá. Không thể nhìn luôn. Đá bên kia đấy. Được rồi. Giờ thì tới lượt mình đá nha anh em. Rồi anh Tư cứ coi. Chúng xa. Rồi, coi lại va, coi va. Và sau khi chết va lại thì kết quả quá rõ ràng, không cần phải nói nhiều nha anh em. Nay lại một trận banh nữa. Ở sân Phủi, Hà Nội. Cùng với đội MUVN Football Club của Chủ tịch Minh Nguyễn. Trận đá nội bộ cũng rất là vui vẻ, sức khỏe. Đội bên đó thì chủ yếu là đá dợt để mai đá giải. Còn mình thì dợt chung, ké thôi. Hên quá, đợt này đi Hà Nội được trải nghiệm Phủi Hà Nội thật là tuyệt vời. Một cái trải nghiệm cũng rất là mới, cũng là một cái nội dung rất hay trên kênh YouTube. Và hy vọng là sắp tới mình sẽ còn được đi nhiều nơi. Mình đã đi, trước đây mình đi nhiều nơi, đi Quảng Nam đá, rồi đi Bà Rịa đá. Đi nhiều nơi, rồi sắp tới mình sẽ còn đi nhiều nơi nữa. Hy vọng là mọi người thích cái series đi đá vòng quanh Việt Nam như mình ha. Ngày thứ 3 ở Hà Nội thì mình đi xem anh em MUVN FC đá giải Serie B Hà Nội nha anh em. Gặp một đối thủ rất mạnh đó là Thiên Khôi. Ngồi xem mới thấy MUVN FC là một đội bóng sinh hoạt bài bản và có chuyên môn rất tốt nha. Ấy vậy mà vẫn chưa phải là hàng khủng ở Hà Nội đâu nha. Còn rất nhiều đội bóng khủng khác nữa. Sau trận thì mình dự lễ tổng kết giải, cũng là mừng sinh nhật đội bóng luôn. Quá xá đã luôn trời ơi. Một chuyến đi Hà Nội quá sức là tuyệt vời. Cảm ơn anh Minh đã dẫn mình ra Hà Nội và cho mình biết bóng đá Phủi ở thủ đô là như thế nào. Hẹn gặp lại tất cả anh em MUVN một dịp khác.
Và như thường lệ, anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại, bye bye.